rồi. Đi phân chính ngựa. Rất đẹp bà con ơi. Tặng áo bà con xài luôn nha. Hả? Chưa mua vẫn có áo xài nha bà con. Đó là ông Cali Phan. Phân ngựa chín ngựa cút thẳng chỉ có 3 triệu mấy nha bà con, bảo hành 6 tháng luôn. Trung độ này là nó rất ok bà con ơi, anh em là đồng đam mê tốc độ là rất là ok, có hỗ trợ rồi luôn nha bà con, không tiền nhưng có máy xài nha. Đây là cái dòng đi phân công sức lớn nha, từ 9 ngựa tới 18 ngựa, từ 15 ngựa nha, còn 18 ngựa là dòng khác nha, có đề. Dạ rồi, vậy thôi cái đầu số gọi điện cho con nghe. Rồi chứ. Chắc cả luôn con. Rõ ràng cái đường kiểm tra chứ bây giờ không biết được kiểm tra luôn. Hết luôn hả? Dục cái con nó xuống đi con nó riêng đó. Nè con. Bỏ riêng hàng đi. Lấy đó, lấy giá lót để nó ra sao đây. Lấy xuống đây, lấy ra. Lấy ra luôn. Vô con ma phải không? Dạ. Rồi lấy ra luôn đây. Rồi đô mấy con 13, người 45 nữa lên. Nó là gì? Này, cao bò. Cao bò để đúng rồi, cao bò đứng hàng rồi. Rồi sắp hàng đi con. Qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây còn kéo cái gì anh đi. Dạ. Qua đây luôn, qua đây luôn, qua nữa. Công sức lớn mà giá rẻ nè bà con. Như Yokohama 13 ngựa. Cốt thẳng chỉ có 4 triệu thôi. Dòng này dòng rẻ đó bà con. Như con hàng mà cốt thẳng. Dòng đợt khuyến mãi thì giảm bà con luôn nha. Chương trình mới là chỉ bán 3 triệu 7 luôn. Giá trong tháng này là bán 3 triệu 7 luôn. Còn qua tháng là 40 nha. Trong tháng này bán bà con 3 triệu 7 luôn. Yokohama 3 triệu 7. 13 ngựa cốt thẳng. Áo đẹp bà con ơi, bây giờ xài máy mới nó rẻ ok, tích nghĩa xăng nghĩa địa thì hệ thống xăng pin nữa chết không có đơn, không có tùng hai, còn máy mới phụ tùng em đầy nha bà con, chụp giật bình xăng bô e bô lửa bô di ic cốt dên tất cả đều có phụ tùng bà con, mới hơn 20 chặt đổi mới thôi. Các bạn con này được bảo hành cho bà con một tháng nha, 3 triệu 7 13 ngựa cốt thẳng bảo hành một tháng. Nó rất đẹp. Còn lại đây. Đây 18 nữa có đề. Rồi có đề đúng mà con. Có đề có sạc. Rồi đưa trắng lên. Rồi chín người bo này còn thôi lấy ra con nữa. Tự hoàng. Chín người bo ngay hay gì đó, có ngay còn gì không con? Còn như coi hết trơn. Con ra 18 nữa có đề nè. Bun ga. À bun ga. Đây có cái bun ga mà ta. Con này nè. Con bun ga phải bun ga chỉ ở trong ra ngoài đưa trong lại. Bỏ nó ra bỏ xuống đất đi con. Rồi đưa bun ga ngoài. Cái lỗ. Đây, dòng máy xăng giá rẻ nè, carbon đó nè. Carbon 13 ngựa nè, giá rẻ đó nè. Carbon thẳng nè. 13 ngựa thẳng nè. Thêm con nữa. Alo. Xéo cho con còn không con? Dạ. Đúng rồi anh. Cái ngựa còn không?
cái gì chín ngựa hết rồi. Ở chín ngựa á, chín ngựa thì còn phân này nè, ba chục ba chục á, đúng không, ba chục bây giờ nhiều vậy con, thế thì còn thẳng hết đúng rồi, 36 nữa. Ta dùng máy xăng công suất lớn các bà con.